Trong năm học mới 2023-2024, số học sinh ở huyện Bến Lức tăng 232 em và tăng 15 lớp so với năm học trước. Số học sinh tăng chủ yếu ở bậc trung học cơ sở, giảm ở cấp tiểu học và mầm non. Hiện nay, toàn huyện có 45 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trực thuộc huyện với khoảng 30.970 học sinh. Trong đó, cấp mầm non mẫu giáo có 118 lớp với 3.763 trẻ, cấp tiểu học có 472 lớp với 15.548 học sinh, cấp trung học cơ sở có 279 lớp với 11.659 học sinh. Theo kế hoạch, năm học 2023-2024 khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Tin tưởng trong năm học này, thầy và trò huyện Bến Lức tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, đẩy mạnh thi đua, dạy tốt, học tốt. Năm học mới này, huyện Tân Thạnh có gần 17.000 học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, các trường học trong huyện tập trung dọn dẹp vệ sinh, trang trí trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hướng dẫn học sinh mua sách giáo khoa, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo để thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên địa bàn huyện Cần Đước có hơn 32.200 học sinh bước vào năm học mới 2023-2024. Trong đó, học sinh cấp trung học cơ sở là 11.898 em, học sinh cấp tiểu học là 14.769 em. Riêng trẻ từ 0 đến 5 tuổi ra lớp có 5.547 trẻ em. Để chuẩn bị cho năm học mới, trước đó huyện đã đầu tư trên 47 tỷ đồng để xây mới 14 phòng học, 14 phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập. Ngoài ra, các trường còn huy động nguồn lực xã hội hóa trồng hoa, cây xanh, tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên trường.